Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe. Tin nóng Cbiz ngày hôm nay. Cbiz có hỷ, nhất bác tấu hài, lệ dịnh quảng cáo, dương mịch nhận tin vui, dương tử cập nhật Weibo. Nhìn lại những tin tức nổi bật của Cbiz có trong ngày hôm nay tại bài viết này. Vừa nhất bác tấu hài trong phong khởi Lạc Dương, bức họa chân dung của Liệu Nhiên do vừa nhất bác Tử tay vẽ mới đây đã được đoàn làm phim Phong Khởi Lạc Dương tiết lộ trong một tập hậu trường. Khi nhìn thấy bức họa này, không ít netizen đều cửa bò trước nét vẽ đầy muối mà nam diễn viên thực hiện. Đặng Tử Kỳ đang quê sau khi bị đồn thổi chia tay bạn trai. Hôm nay, truyền thông Hồng Kông đưa tin có người báo rằng Đặng Tử Kỳ và bạn trai Mark đã chia tay được vài tháng. Truyền thông Hồng Kông thông qua lời bài hát gần đây của Đặng Tử Kỳ như Lúc này trực giác nói rằng anh có quá nhiều bí mật bị anh che mờ đôi mắt. Hơn nửa mắt, thường xuyên ở bên cạnh làm việc với Đặng Tự Kỳ ở Đại Lục đã âm thầm về Hồng Kông vào tháng trước. Từ đó có căn cứ để truyền thông cho rằng hai người chia tay nên đã tìm phỏng vấn. Ngay sau đó Đặng Tự Kỳ đang Weibo nhắc mọi người đừng ăn dưa nữa, không dinh dưỡng gì nên quan tâm đến bài hát mới chuẩn bị ra mắt. Dương Tử cập nhật Weibo nói về nữ bác sĩ tâm lý. Mới đây Dương Tử đã update Weibo kèm theo caption Cuối cùng, chúng ta cũng sẽ hòa giải về quá khứ của mình để có dụng khí tiến về phía trước. Câu chuyện của Hà Đốn vẫn sẽ tiếp tục. Được biết, nữ bác sĩ tâm lý sẽ lên sóng hai tập cuối 39 và 40 vào ngày hôm nay. Trong khi đó, những tranh cãi xung quanh bộ phim vẫn đang tiếp tục diễn ra, cho rằng bộ phim làm sai chuyên môn, không chuyên nghiệp và có nhiều lộ hỏng. Nền tảng phát sóng bộ phim là Yoko cũng vấp phải phản ứng trái chiều. Lộ thiệp cưới của Ngụy Thần vô vị Sáng ngày hôm nay, làng giải trí xứ Trung náo nhiệt trước tấm thiệp cưới của cặp đôi đình đám Ngụy Thần Vu Vị do một người đăng tải. Tấm thiệp được thiết kế với phong cách đơn giản nhưng vô cùng đáng yêu với hình vẽ của hai vợ chồng. Trên thiệp dòng chữ 22 tháng 12 năm 2021 chính là lời thông báo về thời gian hôn lễ hoành tráng của Ngụy Thần và bà xã. Một số tin tức khác, tiểu mận gia Châu tấn Huỳnh lội mở điểm đầu ban là 7.5 với gần 18.000 lượt đánh giá. Lương Ngôn tại Ý, La Vân Hy chỉ tiêu mở điểm đầu ban là 4.8 với hơn 31.000 lượt đánh giá. Tinh Hán sán lạn, ngô lội triệu lộ tư hôm nay chính thức đóng máy. Weibo WeTV đăng ảnh mới, Brand Ambassador tiêu chiến mời các bạn tham dự WeTV 2021 Carnival. Rating trung bình chiếu đài của Học Châu Phu Nhân, Dương Mịch Trần Vị Đình trên đài truyền hình vệ tinh Bắc Kinh là 0,457%. Web drama Đại vàng do Liêu Phạm và Trần Phi Vũ đóng chính sẽ sẽ phát sóng vào ngày 21 tháng 12 trong buổi ghi hình trực tiếp livestream Supernova Games 2021 hôm nay. Hàn Bội Tuyền đã bị té khi tham gia hạng mục trượt băng tốc độ cự ly ngắn khiến gương mặt bị chảy máu. Hôm nay bộ phim định luật 80 trên 20 của tình yêu do Dương Mịch hứa khải đóng chính đã chính thức được cấp giấy phép phát sóng. Dưa Trần Vị Đình và Hà Tuệ sắp kết hôn. Moto cập nhật clip quảng cáo của địch lệ nhiệt ba chu khiết quỳnh tung bộ ảnh tạo hình hồng y cổ cung dưa gần đây đoàn đội dương mịch để hot search nhan sắc kim ưng vì thời gian này có nhiều người nghi ngờ giá trị nhan sắc của cô nàng nhậm gia luân dự lệ đóng máy phim thịnh quân nhìn bảo quảng cáo dòng sản phẩm chăm sóc da của dior Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.